Thông tin Quốc hội đã thông qua dự án luật căn cước đang thu hút sự chú ý của đông đảo dư luận. Với việc đổi tên gọi từ luật căn cước công dân sang luật căn cước, thẻ căn cước công dân cũng sẽ có tên gọi mới là thẻ căn cước. Nhiều người bày tỏ băn khoăn, việc chứng minh nhân dân hay thẻ căn cước công dân đã cấp đang còn hiệu lực thì có phải đi làm lại thẻ căn cước hay không. Theo điều 46 luật căn cước quy định về chuyển tiếp quy định, thẻ căn cước công dân đã được cấp trước ngày luật này có hiệu lực thi hành có giá trị sử dụng đến hết thời hạn được in trên thẻ. Công dân khi có nhu cầu thì được cấp đổi sang thẻ căn cước. Trường hợp chứng minh nhân dân còn thời hạn sử dụng thì được sử dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024. Các loại giấy tờ có giá trị pháp lý đã phát hành, có sử dụng thông tin từ chứng minh nhân dân, căn cấp công dân, được giữ nguyên giá trị sử dụng. Cơ quan nhà nước không được yêu cầu công dân thay đổi, điều chỉnh thông tin về chứng minh nhân dân, căn cấp công dân trong giấy tờ đã cấp. Thẻ căn cước công dân, chứng minh nhân dân hết hạn sử dụng từ ngày 15 tháng 1 năm 2024 đến trước ngày 30 tháng 6 năm 2024 thì tiếp tục có giá trị sử dụng đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2024. Quy định về việc sử dụng căn cước công dân, chứng minh nhân dân trong các văn bản quy phạm pháp luật ban hành trước ngày luật này có hiệu lực thi hành được áp dụng như đối với thẻ căn cước cấp theo quy định của luật này. Điều 19 Luật căn cước quy định người được cấp thẻ căn cước là công dân Việt Nam. Công dân Việt Nam từ 14 tuổi trở lên phải thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước, công dân Việt Nam dưới 14 tuổi được cấp thẻ căn cước theo nhu cầu. Về độ tuổi cấp đổi thẻ căn cước, luật căn cước quy định công dân Việt Nam đã được cấp thẻ căn cước phải thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ căn cước khi đủ 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi. Thẻ căn cước đã được cấp, cấp đổi, cấp lại trong thời hạn 2 năm trước độ tuổi cấp đổi thẻ căn cước theo quy định tại khoản 1 điều này có giá trị sử dụng đến tuổi cấp đổi thẻ tiếp theo.